Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Phó trưởng Ban tuyên truyền lý luận Báo Nhân dân, nhận diện những thông tin giả mạo nhằm mục đích xấu, cũng như những phương thức thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để tán phát những thông tin này. Xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Và để bắt đầu, chúng ta hãy cùng đến với một clip ngắn. Từ năm 2019 đến nay, ngoài vụ mạo danh Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Cà Mau đưa những thông tin sai sự thật, thì trước đó trên mạng xã hội còn hai lần xuất hiện fanpage giả mạo trang thông tin điện tử của Ban tuyên giáo Trung ương để đưa các thông tin trái chiều, bình luận với mục đích xấu về các vấn đề mà xã hội quan tâm. Trong đó có vấn đề dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12607/2019 về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm. Hành vi sai trái này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của các tổ chức cá nhân có liên quan, mà còn vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng và đăng tải nội dung thông tin. Không chỉ mạo danh các cơ quan tổ chức, nhất là các cá nhân có tầm ảnh hưởng trong xã hội để thiết lập các trang thông tin giả mạo, các đối tượng cơ hội, phản động còn triệt để sử dụng mạng xã hội để đưa những tin tức thất thiệt, gây hoang mang trong dư luận như sử dụng hình ảnh cá chết dày đặc ở hồ Mona, Michigan, Mỹ năm 2008 để bịa chuyện cá chết ven biển ở miền Trung Việt Nam năm 2016. Giả mạo văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có nội dung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký đồng ý chủ trương xây cầu nối từ khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn sang khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, tạo ra một cơn sốt đất ảo tại địa bàn để trục lợi, làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh xã hội của địa phương. Chỉ đến khi chính quyền vào cuộc thì tình trạng sốt đất ảo ở đây mới hạ nhiệt. Theo các cơ quan chức năng, thời gian qua, mạng xã hội chính là nơi được các đối tượng sử dụng nhiều nhất để tán phát các tin tức sai sự thật, tin giả với mục đích xấu. Đã có hàng trăm tài khoản giả mạo được phát hiện, trong đó có nhiều tài khoản thường xuyên đăng tải những nội dung thông tin giả, thông tin sai sự thật nhằm hướng lái dư luận với mưu đồ xấu, gây ra những hệ lụy lớn cho xã hội. Cái việc thông tin giả, thông tin tràn lan nó có từ rất lâu rồi. Nhưng mà hiện đại đây nó thực sự là bùng nổ. Bởi vì trước đây họ không có công cụ để phát tán tốt đến nhiều người, để có thể nhiều người tiếp cận được cái thông tin đó. Hồi xưa muốn giả mạo thì họ dựng lên một cái trang web giả, rồi làm sao để phát tán được cái trang web đấy đến nhiều người nhất có thể thì không có công cụ. Họ lại đăng lên các cái diễn đàn, các cái thứ khác rất khó để lừa người đọc vào để trang vào những trang như thế. Nhưng mà hiện nay thì có sự phát triển của mạng xã hội, người dùng đã thay đổi xu thế là đọc báo ở trên các trang tin chính thống thay bằng là việc đọc báo trên Facebook, các cái trang mạng xã hội đó. Và những cái trang mạng xã hội đó có công cụ phát tán nó rất là nhanh. Do đấy là hiện tại cái tin giả bùng nổ rất là chóng mặt là dựa vào mạng xã hội. Là mỗi cá nhân đều có thể đưa thông tin, một cái thông tin đấy đó lên trên mạng và phát tán được đến nhiều người. Thưa đồng chí, qua clip trên đã cho chúng ta thấy một thực tế, đó là hiện nay thì các thông tin giả, thông tin sai sự thật đang được các đối tượng phản động hay là những kẻ cơ hội triệt để lợi dụng để thực hiện những mục đích xấu. Đồng chí có thể nói rõ hơn về vấn đề này ạ? Chúng ta thấy rằng là nếu mà xét về mặt chính trị thì thường là các cái thế lực thù địch họ hay đưa ra những cái thông tin nhằm mục tiêu là để làm sai lệch bản chất chế độ, để làm sai lệch cái mục tiêu chính sách, cũng như để mà nói xấu lãnh đạo, làm giảm uy tín lãnh đạo hoặc là giảm cái sự tôn trọng của người dân vào những cái quyết sách của nhà nước. Hơn nữa đó, trong quá trình mà thực hiện những tuyên truyền như vậy, họ có thể gây ra những cái tình trạng làm suy giảm những cái gọi là uy tín của những cái giá trị mà nhân dân cũng như là của cách mạng hướng tới. Đấy là mặt chính trị. Còn về mặt kinh tế, chúng ta thấy rằng là nhiều khi đó nó đưa ra những sự việc rất cụ thể, rất là mới, nhưng mà lại lồng bởi những cái bình luận mà khiến cho người ta hiểu vấn đề nó sang lệch hẳn đi. Và thậm chí có những bài báo đó là nó giả mạo hẳn một cái phản biện khoa học, nó giả mạo hẳn những cái kết luận mang tính có vẻ như khoa học, nhưng thực ra lại nhằm để đưa ra một cái kết luận nó ngược lại, có lợi cho mục tiêu kinh tế ở đấy. Theo thừa nhận gần đây nhất của Facebook ấy, thì trong nửa cuối năm 2018 họ đã phải gỡ bỏ cỡ khoảng độ trên 1.200 những cái tin rồi những cái trang giả hoặc là có vấn đề mà Việt Nam đề nghị họ gỡ bỏ, gấp 5 lần so với nửa đầu năm 2018. Thế còn theo cổng thông tin chính phủ của chúng ta đó, thì là cho đến nay thì là Facebook cũng đã rút khoảng 200 các cái bài tin, những cái trang web giả.
theo yêu cầu của chính phủ. Những cái con số cho thấy là gần đây đấy, những cái hiện tượng mà trang web giả để tung tin giả nó đang ngày càng phổ biến. Vậy thì các đối tượng đã sử dụng những cái phương thức cũng như là thủ đoạn nào để mà tung ra những cái thông tin thất thiệt cũng như là thông tin sai sự thật như vậy? Họ thường sử dụng một phần sự thật nhưng một phần là những cái tin mà họ cố tình cài cắm, đó là khoảng độ 70-80% là sự kiện có thật nhưng mà chưa có thông tin chính thức hoặc là chưa có kết luận cuối cùng, kèm theo khoảng 20-30%, thậm chí chỉ vài phần trăm là tin giả. Nhưng mà tin giả này rất tinh vi và mang tính chất mấu chốt để họ hướng cái tin giả này, định hướng dư luận theo cái mục tiêu mà họ muốn suy diễn. Và đây là cả một cái nghệ thuật theo kiểu tâm lý cũng như là nghệ thuật tuyên truyền. Cái thứ ba là họ sử dụng cái hình thức khách quan, những cái bài đăng thuê giả tiền để đăng, ẩn quảng cáo hoặc là mượn người nổi tiếng, thậm chí biến thành những phóng sự, biến thành những bài phỏng vấn mà thực sự cái người được phỏng vấn không tham gia, là họ dựng ra hoàn toàn những câu trả lời mà không phải là của người nhân vật. Và một trong những cái thủ đoạn nguy hiểm nhất gần đây đó chính là lập những trang web giả. Ban tuyên giáo Trung ương đã bị lập, thậm chí Báo Nhân dân của chúng tôi cũng đã từng bị lập, và trước đây cũng đã từng bị lập, gần đây lại phát hiện ra là lập lại. Cho nên là họ lập một cái trang web hình thức rất giống là thật, trong đó đăng cũng một số tin rất là chính thống, rất là đúng, nhưng mà lại cài những thông tin nguy hiểm. Đan xen vào đấy là những thông tin sai sự thật. Thông tin sai trong hẳn một bài hoặc là trong bài họ chữa để cài cắm. Và đây có thể nói là hình thức nguy hiểm nhất nếu xét về mặt tuyên truyền. Vâng ạ, rõ ràng là không chỉ đưa những thông tin thất thiệt về các vấn đề kinh tế xã hội, mà gần đây thì lợi dụng việc các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý những tập thể cá nhân có sai phạm trong quản lý kinh tế, các doanh nghiệp làm ăn phi pháp, các đối tượng có hành vi phá hoại sự ổn định của đất nước, những kẻ cơ hội phản động lập tức tung tin xuyên tạc rằng đây là cuộc thanh trừng nội bộ, rằng cơ chế một đảng tạo ra những sân sau, rằng Việt Nam đang bóp nghẹt nhân quyền. Mục đích là gây hoang mang nghi ngờ, gieo mầm và hướng sự bức xúc của người dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, qua đó tác động và lũng đoạn niềm tin xã hội. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều này qua clip sau đây. Những ngày gần đây, khi cơ quan chức năng tiến hành khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile và ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy cùng 8 người khác để điều tra về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, thì ngay lập tức trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhan nhản những thông tin như Nhật Cường Mobile là sân sau của quan chức A, quan chức B, rồi từ đó đưa ra những suy diễn hồ đồ, mang dụng ý xấu. Cũng với chiêu trò đó, khi các vụ tiêu cực thi cử ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang trong mùa thi năm ngoái bị phát hiện và đang được các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật, thì trên một số trang mạng xã hội đã tràn ngập những tin tức giả mạo, bịa đặt theo kiểu thật giả, đúng sai, lẫn lộn, được các đối tượng tung ra cùng những bình luận theo kiểu suy diễn, quy chụp với mẫu số chung. Đây là cuộc đấu đá nội bộ, triệt hạ phe nhóm. Không chỉ dùng thủ đoạn chính trị hóa các vụ án kinh tế, chính trị hóa các sai phạm của một bộ phận cán bộ đảng viên, rồi đổ lỗi cho đảng, cho chế độ, mà các thế lực thù địch, phản động còn ra sức tập hợp thông tin phản ánh các vụ việc tiêu cực trên báo chí, trên các trang mạng xã hội, rồi nhào nặn, cắt ghép lại một cách ác ý để cho ra những clip xấu độc. Hay dàn dựng các vụ xô xát giữa lực lượng chức năng với một số người quá khích để quay clip phát tán trên mạng xã hội, rồi vu khống cho chính quyền, đàn áp nhân dân, kích động người nhẹ dạ cả tin, tụ tập, chống đối, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng. Đây là những thủ đoạn không mới nhưng hết sức nguy hiểm mà các thế lực thù địch, phản động đã và đang giáo diết thực hiện. Vâng ạ, thưa đồng chí, clip trên đã cho chúng ta thấy một thủ đoạn hết sức nguy hiểm nữa mà các thế lực thù địch phản động đã sử dụng. Đó chính là chính trị hóa các vụ việc đơn lẻ, rồi bằng những thông tin giả, thông tin sai sự thật để hướng lái dư luận. Vậy thì sự nguy hiểm của những thông tin giả mà được chính trị hóa là gì ạ? Xét cả hai góc độ chính trị, kinh tế thì đều có những hệ lụy nguy hiểm. Về mặt chính trị, đó là làm tổn thương đến hình ảnh của bản chất chế độ, đến hình ảnh của lãnh đạo, đến uy tín, đến cái hiệu lực, hiệu quả và bản chất của chính sách mà nhà nước đưa ra, cũng như có thể ảnh hưởng tới lòng tin, tới sự đồng thuận xã hội, tới tinh thần đoàn kết dân tộc, thậm chí gây đến sự kỳ thị giữa nhóm này với nhóm khác, giữa đạo này với đạo khác trong một cái cộng đồng. Còn đối với kinh tế, nó tạo ra những cái sự nhiễu loạn thị trường, những cái thông tin nó làm cho người ta hiểu sai về chính sách của nhà nước, thậm chí là hiểu sai về trạng thái thị trường, nó tạo ra một sự mất lòng tin
của người dân. Rõ ràng là tin giả, tin sai và tin không đúng sự thật thì đang là mối đe dọa đối với sự ổn định của xã hội, như đồng chí vừa chia sẻ. Vậy thì làm thế nào để nhận biết được những thông tin giả, những thông tin sai sự thật, và chúng ta đã có chế tài gì để mà xử lý những người đưa tin giả, thưa đồng chí ạ? Có thể nói là việc nhận biết những cái nào là tin giả đó thì thực ra nó rất dễ nhận biết. Nếu chúng ta có một cái bản lĩnh vững vàng, xét cả về mặt chính trị, cả về mặt phong văn hóa cũng như kiến thức nền, thì chúng ta thấy rằng là những thông tin giả thì khi vào một cái nền thông tin như vậy, nền kiến thức như vậy á, nó sẽ lộ ra ngay. Bởi vì những cái gì cực đoan thì bao giờ nó cũng sẽ là thường là không thật. Thứ hai nữa đó, là nó tạo ra những cái tình huống giật gân, những cái tình huống mà gọi là nó rất là bất bình thường thì thường là hay gắn với tin giả. Và đặc biệt là chúng ta so sánh với những cái tin chính thức, với những cái hoạt động truyền thống, với một cái đời sống xã hội bình thường, thì cái tin giả bao giờ nó cũng tạo ra những cái gì nó nóng hơn, hoặc lạnh hơn, hoặc sắc hơn, hoặc là nó sạn hơn, để nó gây ra một cái sự ấn tượng. Thì đấy thường là những cái tin giả. Và hơn nữa là tin giả hay gắn với cái nhu cầu tâm lý đám đông đang theo dõi, gắn với việc thỏa mãn một cái tâm lý đám đông, hoặc là một cái tâm lý mang tính chất gọi là thời sự nóng. Thì thường tin giả nó hay bám vào những cái yếu tố đó để nó cài cắm vào. Nhưng mà quan trọng hơn ý, là tin giả sẽ được bộc lộ khi mà tin chính thức và bản chất sự việc được bộc lộ ra. Thế thì ở đây rõ ràng là để mà nhận diện cũng như để đối hành với tin giả là chúng ta phải thật là sớm đưa ra các thông tin chính thức để mà giải trình, giải thích và minh bạch hóa, công khai hóa, thì như vậy tin giả nó sẽ tự lộ mặt. Còn ở Việt Nam chúng ta thì có thể nói là từ trước đến nay chúng ta đã có ý thức trong vấn đề này, đặc biệt từ khi chúng ta có luật an ninh mạng được làm mạnh hơn, cũng như có kết quả nhiều hơn trước. Có thể thấy là chế tài xử lý những thông tin giả và thông tin sai sự thật ở Việt Nam thì là như vậy. Vậy còn với những nước trên thế giới, nhất là các nước lớn, thì họ đã xử lý như thế nào đối với những người, những tổ chức đưa tin giả và tin sai sự thật ạ, thưa tiến sĩ? Nhìn chung toàn thế giới thì nó có 3 cái nhóm giải pháp mà đang được sử dụng và sử dụng ngày càng mạnh mẽ hơn. Thứ nhất ấy, là ở cấp quốc gia, đó là buộc phải gỡ bài trong một thời gian nhất định. Và nếu không gỡ bài thì những cái người mà duy trì bài, những cái người viết tung tin bài sẽ bị xử lý. Cái xử lý đó thì nó có 2 biện pháp. Một là xử lý về kinh tế, như đã nói là EU ví dụ như vậy. Họ quy định là nếu như trong vòng 24 giờ mà không rút bài, không xóa những cái trang giả và những cái tin mà không tốt mà không đúng đó, thì sẽ bị phạt tới 4% tổng doanh thu, cực kỳ lớn. Một cái giải pháp thứ ba đó là xử lý hình sự cho những cái người mà đưa ra những thông tin mà gây tổn hại, có thể đo lường được, ví dụ làm tổn hại về đạo đức, tổn hại về danh dự, tổn hại về kinh tế mà đo lường được, thì phạt họ với những cái giá trị rất là mạnh mẽ, cũng như là có thể xử lý cả vào tù nếu như nó gây những hậu quả nguy hiểm quan trọng, ví dụ như là tự tử, chết người, vân vân. Bên cạnh đi nữa thì mỗi một nước đều có những cách khác nhau, đa dạng hơn, ví dụ như là công khai trên mạng tất cả những quy định, tất cả những cái gọi là tiêu chí để cho các cái người đọc, người tham gia mạng cũng như những người cung cấp dịch vụ mạng phải tuân thủ. Thứ hai nữa là họ đưa ra những cái thông tin, những cái tuyên truyền, những cái giáo dục, những cái gọi là nâng cao năng lực nhận thức của cộng đồng để mà tự đó tự cảnh tỉnh mình. Và đây cũng chúng ta là một trong giải pháp rất quan trọng. Và cuối cùng thì là cái việc mà thường xuyên rà soát nhận diện để mà bắt lỗi cũng như là để mà thể chế hóa những cái cách thức thủ đoạn mới đưa vào luật để bổ sung luật, ngày càng hoàn thiện cơ sở pháp luật là rất quan trọng. Bởi vì rõ ràng là thực tế luôn luôn phát triển nhanh hơn là luật, luật pháp cũng như là các chính sách nhà nước. Vì thế cái việc mà nhận diện các cái thủ đoạn mới, những cái tội phạm mới, những cái hình thức mới để thể chế hóa và hình thành một bộ công cụ pháp lý nhằm chống lại, ngăn chặn nó là rất cần thiết. Và đây rõ ràng là một bài học cho Việt Nam. Vâng ạ, rõ ràng là việc xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân tán phát thông tin giả, thông tin sai sự thật đi đôi với việc nâng cao trình độ tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân, đó là những biện pháp quan trọng để chống lại vấn nạn thông tin giả, thông tin sai sự thật. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong với những thông tin rất hữu ích này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình tiếp theo.